Xin chào các bạn. Không ai mong muốn rằng mình sẽ đi hỏi một chuyên gia tư vấn nào đó về cái vấn đề khi nào bản thân mình nên ly hôn với người đàn ông mà mình đã từng gọi là chồng. Mình đã từng rất yêu thương họ, mình đã có con với họ, mình đã hy sinh cả một cái khoảng thời gian rất dài để đầu tư vào mối quan hệ này. Rồi tất cả mọi thứ tiêu tan sụp đổ khi mà người đàn ông đó có một kẻ thứ ba. Và dường như người đàn ông này không có muốn quay về với ta nữa. Và người đàn ông này cũng chẳng cần con nữa. Họ muốn thoát khỏi tay ta để đến với một người thứ ba đó. Khi mà tìm đến với một nhà tư vấn, tâm trí của bạn đã rã rời. Bạn đang đau khổ, bạn đang tổn thương. Vậy thì cái câu hỏi mà bạn đặt ra cho nhà tư vấn là khi nào tôi cần phải ly hôn? Tôi đã ly hôn được chưa? Và tôi có nên ly hôn hay không? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn về cái chủ đề này. Đây cũng là một phần tôi tư vấn dành cho khách hàng của mình. Và từ tháng 8 trở đi, kênh Sống Tình Yêu sẽ không đăng tải những video tư vấn như trước đây các bạn đã từng thấy, từng biết, từng nghe nữa, mà sẽ được trả lời theo cái dạng chủ đề như thế này, để các bạn cảm thấy bớt nhạy cảm hơn và đi vào đúng trọng tâm các bạn cần nghe. Vì thời gian là một điều quý giá, vì mỗi người đều mong muốn rằng mình đạt được những cái giá trị trong cái việc mà nghe hoặc học hỏi một cái luồng thông tin kiến thức nào đó. Vậy thì khi nào bạn nên quyết định ly hôn? Ly hôn là một việc không ai mong muốn xảy ra trong quá trình mà mình kết hôn. Nhưng mà có những trường hợp không thể hàn gắn, dù đã cố gắng rất nhiều, đã nỗ lực rất nhiều, đã đi tư vấn, đã chỉnh sửa. Có rất là nhiều lý do có thể thấu hiểu, có thể cảm thông, có thể tha thứ cho người đàn ông đó. Nhưng mà có những cái lỗi lầm chẳng thể nào nhắm mắt làm ngơ, chẳng thể nào bỏ qua, và chỉ còn một cách chọn đến cái con đường là ly hôn. Vậy thì khi nào chúng ta sẽ chọn đến cái việc mà kết thúc một cuộc hôn nhân? Thứ nhất, khi mà bạn không còn tình cảm, không muốn gắn bó với nhau nữa. Bạn hãy suy nghĩ xem, qua một cái quá trình, một cái khoảng thời gian dài, tình cảm vợ chồng bị sứt mẻ, bị rạn nứt, bị hao mòn bởi vì lý do và các yếu tố bên ngoài hôn nhân tác động, và có thể là chính bạn cũng là một trong những cái nguyên nhân khiến cho đời sống hôn nhân trở nên tẻ nhạt như hiện tại. Đời sống vợ chồng dần trở nên nhạt, lạnh và tách biệt, đẩy nhau ra hai phía cuộc đời. Không còn có cái việc gắn bó xây dựng, không còn muốn nói chuyện, không còn có thể kết nối trong cái mối quan hệ mang tính chất là xây dựng vì gia đình nữa. Và muôn vàn những lý do khiến cho những cặp vợ chồng không còn tình cảm, không còn muốn gắn bó với nhau. Ví dụ như là những mâu thuẫn bên trong gia đình chẳng bao giờ được giải quyết. Những mối quan hệ bên ngoài hoặc là từ người thân lại càng không thể tha thứ được cho nhau, dẫn đến hôn nhân chẳng thể nào đạt được cái mục đích là ở bên nhau, mang lại hạnh phúc cho nhau, mang lại cái sự hoàn thiện cho bạn đời được. Chẳng đạt được những cái yếu tố cơ bản trong hôn nhân. Vậy lúc này bạn sẽ nghĩ đến cái giải pháp là chấm dứt hôn nhân đó. Mỗi người sẽ có một cái sự lựa chọn riêng sau khi mà bạn kết thúc cuộc hôn nhân này. Một cái lý do mà bạn cần phải ngừng cuộc hôn nhân này đó là khi mà bạn cảm thấy sức khỏe, tâm lý, bản thân, tính mạng của các bạn bị đe dọa. Khi mà các bạn đang ở trong cái trạng thái lo sợ, bất an thì hôn nhân không thể tồn tại. Khi mà mỗi ngày bạn đều bị chỉ trích, tra tấn, xúc phạm, bị chửi bới, bị đánh đập, bị hành hạ từ tinh thần cho đến thể xác. Đến một lúc nào đó, sức khỏe và sự chịu đựng của bạn nó vượt quá cái giới hạn thì là lúc bạn nên nghĩ đến cái chuyện chấm dứt hôn nhân đó. Ly hôn trong những cái trường hợp như thế này thì gọi là cái sự giải thoát cho chính bạn. Bạn làm lại cuộc đời của mình, xây dựng bản thân mình, trở thành một người khác hoàn toàn sau khi mà ly hôn. Bạn không thể tiếp tục được hôn nhân khi mà bản thân bạn bị đe dọa về sức khỏe hoặc là tinh thần hay là tính mạng. Đây là điều cấp bách bạn cần nghĩ đến, cái việc chấm hết một cuộc hôn nhân đó.
Lý do thứ ba, cái nguyên nhân mà người bạn đời làm suy kiệt tài chính gia đình. Có những người khi thấy bạn đời của mình đánh bài, hoặc là vay nợ, hoặc là chơi tiền gọi là tiền kỹ thuật số, hoặc là đầu tư vàng, hoặc là làm những cái mô hình mang tính chất là cá cược ở trên mạng, thì rất là nhiều người đã chọn cái phương án là ly hôn với cái đối tượng đó. Bởi vì cái đối tượng bạn đời kia có thể làm cho bạn trắng tay, hoặc là làm cho bạn bị ảnh hưởng đến khối lượng tài sản chung rất lớn. Trong quá trình hôn nhân, rất là nhiều người đã mang tài sản riêng của mình sát nhập vào khối tài sản chung để họ có một cuộc sống gọi là chung một mái nhà. Chữ tôi đổi thành chữ ta và đổi thành chữ chúng ta. Nhưng rất tiếc, đối phương còn lại là người bạn đời của bạn lại không có giống như bạn. Họ lại làm cho bạn suy kiệt về tài sản. Họ dần dần đem tiền chung của cả gia đình cá cược vào những vòng xoay, những lá bài, hoặc là cái cơ hội làm ăn đầu tư mang tính là giao tiền cho kẻ khác rồi đuổi bắt kẻ đó, bởi vì kích thích vào lòng tham, vì nghĩ rằng không làm mà cũng có ăn, bỗng chốc ta trở thành người giàu có. Nhưng mà những con cá mập mới tạo nên được thị trường tiền, còn những con cá cơm, những con cá nhỏ thì chỉ có nước chui vào bụng những con cá mập mà thôi. Mỗi người đều có cái lý tưởng trong cái việc làm ăn và phát triển và muốn làm giàu. Tuy nhiên, họ đều bị cám dỗ bởi vì những thứ phù phiếm, những thú vui bên ngoài xã hội. Khi mà đối phương, người bạn đời của bạn có những dấu hiệu nghiện hoặc là tiêu xài tài chính của gia đình mà không thể dừng lại được, dù cho đó là cái cơ hội đổi đời, và lòng tham của người bạn đời của bạn đang bị cám dỗ, đang bị chao đảo vì ham lợi, vì nghĩ rằng không cần làm mà cũng có ăn. Thì nếu làm được những điều đó thì những cái người có chỉ số IQ cực cao và những đứa mà gọi là cực giỏi, nó đã làm giàu trước bạn rồi. Người ta đã không cần phải xây công ty, không cần phải là xây nhà trọ, hoặc là chẳng cần phải đi học, bởi vì nó biết chắc rằng đầu tư vào là có lời, có ăn, thì đâu cần thiết phải làm những cái điều như thế. Tuy nhiên, có những người đã có cái nhận định và tư duy sai lầm trong cách làm giàu như thế. Giao tiền cho kẻ khác rồi lo lắng, bất an, rồi đuổi bắt theo kẻ đó, và cuối cùng là tiền mất. Rất nhiều gia đình đã khánh kiện tài sản do lòng tham con người bị kích động đến. Cái cách khắc phục những cái người đó để cho họ dừng lại, nhưng không thể, họ vẫn tiếp tục vào những cái thú vui riêng của họ, mang cái tính đam mê và nghiện như thế, thì bạn chỉ có mất thời gian đối với cái cuộc hôn nhân đó mà thôi. Khi mà chồng hay vợ của các bạn lao vào cờ bạc, rượu chè, ma túy, mại dâm, hoặc là người đàn ông đó đang đổ tiền cho một đối tượng là một người thứ ba trong cuộc hôn nhân đang duy trì cùng với bạn, những cái vấn đề khi mà họ không hợp tác trong việc ngừng nghiện, cai nghiện, hoặc là chỉnh sửa, sửa đổi, thay đổi, hoặc là dừng một mối quan hệ bất chính với một người nào đó, thì bạn cần nghĩ đến cái việc nên chấm dứt hôn nhân với cái đối tượng như vậy. Và một trong những cái lý do quan trọng để bạn cần phải nghĩ đến về cái việc mà bạn có nên chấm dứt hôn nhân với chồng hoặc vợ các bạn hay không là sao? Khi mà cái vấn đề người đàn ông đó hay người đàn bà sống chung với bạn mà ảnh hưởng xấu đến con cái. Một đứa trẻ cần phải được nuôi dưỡng trong một cái môi trường trong lành và an toàn. Khi mà gia đình xuất hiện bạo lực, khi mà trong gia đình xuất hiện những cái dấu hiệu của cái vấn đề không hạnh phúc vì cãi vã, tranh cãi, đánh đập, chửi rủa, vì một trong hai người có những cái thói hư tật xấu bài bạc, hoặc là ngoại tình, hoặc những lý do rất là nhiều, vân 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 vân. Đây thực sự không còn là một môi trường lý tưởng cho sự phát triển của trẻ nhỏ nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến cái sự hình thành nhân cách của một em bé. Những đứa bé trong giai đoạn này rất nhạy cảm, nó sẽ bị chấn động về tâm lý, thậm chí còn bị sai lệch về nhận thức, ảnh hưởng đến nhân sinh quan của đứa bé trong giai đoạn trưởng thành.
khi mà các bạn cảm thấy rằng thực sự việc mà mình đang cố sống vì con mà con mình nó lại ở trong một cái môi trường đầy bệnh tật như thế, thì chúng ta nên cân nhắc một cách thấu đáo. Trước khi mà ly hôn thì cần khắc phục những cái vấn đề và chấn chỉnh lại cái cuộc hôn nhân của mình. Nếu không thể thì bạn hãy quyết đoán, rõ ràng, mạnh mẽ để chấm hết cái cuộc hôn nhân đó. Đây là những cái lời khuyên rất là thực tế, rõ ràng. Bạn có chắc rằng bạn có thể thay đổi được người bạn đời hay không? Và những cái vấn đề chồng của bạn hay là vợ của bạn đang gặp phải chỉ là một giai đoạn nhất thời hay không? Hay đó chính là những cái thói hư tật xấu mang tính chất là liên quan đến bản chất? Thì việc này cần phải được bạn suy nghĩ kỹ lưỡng. Nếu không chắc chắn, nếu không rõ ràng, nếu không tin rằng mình suy nghĩ đúng, hãy liên hệ với những nhà tư vấn để họ có thể giúp đỡ bạn, giúp đỡ về cái nhận thức rõ ràng đúng hay sai trước khi bạn ly hôn bạn nha. Để tránh cái việc hối hận, để tránh những sai lầm sau khi mà ly hôn, thì các việc các bạn tư vấn để mà tìm ra hướng đi cho mình là cái điều mà các bạn nên nghĩ trước khi các bạn quyết định một cái quyết định quan trọng trong cuộc đời. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.